Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quốc Trung Blog. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn và thiết kế một cái bảng wifi đơn giản nhất. Bạn sẽ cái bảng wifi này mình sẽ kích thước là 30 x 30. Bạn chọn file new, chọn 30 x 30, resolution này là độ phân giải 300. Khi in ấn ra nó sẽ đẹp hơn. Ok. Hiện tại cái nền này đang trong suốt, bây giờ mình sẽ chuyển nó về màu trắng. Bạn nhấn phần này. Bạn chọn màu trắng theo mình. Hiện tại nó đang màu trắng nhưng mà nó chưa tô. Bây giờ bạn sẽ nhấn nút Alt Del. Đó, nó đã tô rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái hình sóng wifi để cho người ta biết, ta dễ hiểu nữa. Bạn vào trang rebis.com, bạn search từ wifi, bạn sẽ chọn hình này. Ở đây mình đã tải về rồi nên mình sẽ không tải về nữa. Bạn mở file AI lên. Hiện tại file này mình đang chỉnh sửa, bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu cho bạn dễ hiểu. Mình chỉ chọn hình sóng wifi thôi. Tên wifi này mình bỏ, mấy cái bóng bóng này mình cũng bỏ luôn. Bạn sẽ chọn hình wifi, double click vô, nhấn chữ del để delete nó đi. Nhấn nút del để delete. Chọn nút del. Cần chữ Z lại. Bạn chọn cái này nè, group selection tool đó, đều để delete rồi. Hiện tại mình sẽ cái này mình sẽ nên tô từng cái một. Bạn chọn hiện tại nó đang group, bạn sẽ chọn từng đối tượng thôi. Đó, một đối tượng mình sẽ đúp trong màu đó, mình sẽ tô hình sóng wifi này màu đó. Mình kéo cái này qua đây để cho màu đó nó dài hơn xí. Rồi mình sẽ lấy hết tất cả các wifi này, nhấn double click vô, chọn tool này đây, trai giá đó. Khi mà nó đã quét hết tất cả các đối tượng này rồi á, bạn sẽ nhấn Ctrl C qua bên Photoshop, nhấn Ctrl V. Hiện tại hình sóng này rất là nhỏ, bây giờ mình sẽ cho nó to lên tí. Bạn chọn cái layer hình sóng wifi, bạn nhấn tô phím Ctrl T, bạn đè Shift Alt để cho nó kéo từ trọng tâm ra cho nó đều. Sau đó Enter. Bây giờ mình sẽ để một cái hình, cái biểu tượng hình điện thoại ở đây. Bạn cứ vô trang Rebis, bạn search từ fonts
Icon. Ở đây mình đã tải cái này về rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại này. Muốn lấy được cái điện thoại này thì bạn phải nên bỏ tất cả các nền ở dưới đây cho mới dễ lấy. Mình sẽ quét cái điện thoại này. Nó còn vẫn còn nền trắng. Delete nó đi. À, nhấn Ctrl C để copy đối tượng qua Photoshop. Bạn nhấn Ctrl V. Nhớ nhấn nút Shift Alt để kéo đều từ đối tượng ra. Enter. Hình điện thoại quá lớn cho nó nhỏ lại một xí. Nhấn Ctrl T để transform. Nhấn nút Alt Shift Alt kéo ngay góc cho nó nhỏ lại đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tạo cái hình chữ nhật. Tô nó màu đỏ. Bạn nhấn Moving Stone để di chuyển đối tượng. Bạn cho vô giữa, bấm Ctrl A. Chọn canh giữa đó, hiện tại nó đã canh giữa đều, và nhớ hủy vùng chọn nhé, Ctrl D để hủy vùng chọn, và bạn sẽ ghi chữ pass ở đây, tức nghĩa là password. Bạn nhấn chữ T bên thanh trái này rồi ghi chữ pass. Chọn Moving Stone để di chuyển các đối tượng. Mình sẽ tạo thêm một cái hình chữ nhật ở phía trong. Cho hình chữ nhật này nó dài ra một tí. Cứ mình sẽ bấm transform, lộn transform tức nghĩa là Ctrl T. Kéo qua. Đó, kéo dài ra một xí. Enter. Rồi. Mình sẽ gõ cái bát vô. Ở đây mình sẽ tô màu đen nhé. Bạn sẽ canh giữa giữa chữ và cái màu trắng này. Bạn cho nó nhỏ lại, cái hình trắng này nó hơi dài quá so với cái bát.
sao canh giữ lại. Cái hình chữ nhật nó cũng hơi dài quá, cho nó thu hẹp lại một xí. Mình sẽ tạo một cái viền đỏ đóng khung. Bạn tạo một cái layer mới. Chọn hình ô vuông này. Kéo ra. Giữ chuột trái kéo ra. Khi mà mình tạo một cái vùng tròn hình chữ nhật này rồi, bây giờ mình sẽ tô màu cho nó. Bạn chọn màu đỏ. Khi mà đã chọn màu đỏ rồi, bây giờ mình sẽ tô màu. Bạn nhấn Alt Del. Bạn hủy cái vùng tròn đi để cho mình dễ di chuyển đối tượng. Hủy vùng tròn, nhấn Ctrl D. Bây giờ mình sẽ nhân đôi một cái đối tượng này lên cho nó song song, nhìn cho nó đều. Nhân đôi một đối tượng, bạn bấm Ctrl Z. Hiện tại nó đang nhân đôi lên. Bây giờ mình sẽ bấm nút Shift, giữ nút Shift để kéo các đối tượng cho nó đều. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó đều hai bên. Đó, mình đang chọn hai đối tượng sóng wifi với là cái điện thoại, bây giờ mình sẽ nhích xuống hơn xí cho hình bát này cũng nhích xuống xí cho nó vừa mắt. Nhớ giữ Ctrl để chọn nhiều đối tượng. Rồi, sau khi mình làm xong mình sẽ lưu file, file thiết kế ra, chọn file save. Đặt tên. File. File. Ok. Đã lưu xong tên wifi trong thư mục ổ đĩa D. Bây giờ mình sẽ xuất file này ra, file CSS, xuất ra file JPG để đem ra đi in. Rồi xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Yeah. We'll be right back.